Thưa quý vị, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho một ca sinh của sản phụ mới chỉ 13 tuổi. Được biết, sản phụ vừa vào phòng sinh đã đẻ thường ngay. Theo thông tin từ bệnh viện, em bé chào đời nặng 2,9 cân. Hiện hai mẹ con sản phụ nhí đã ra viện. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong vòng 3 năm, từ năm 2017 tới năm 2019, có 210 sản phụ tuổi dưới 18, 91 ca ở Hà Nội, chiếm khoảng 0,3% tổng số sinh tại viện đầu ngành này, trong đó có một trường hợp 13 tuổi. Theo Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng thêm 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên, nhưng thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Theo các bác sĩ, sinh đẻ ở độ tuổi càng thấp càng làm tăng các nguy cơ cho mẹ và thai nhi. Là mẹ sớm cũng khiến các em có nguy cơ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý.